Thưa quý vị, ngay trong sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả của bão số 3. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo các sở ngành, toàn quận huyện trên địa bàn thành phố nhanh chóng kiểm tra địa bàn, sớm có giải pháp để khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3. Giờ ưu tiên số 1 là các cái sở ngành thì cùng các quận huyện là phải khắc phục lại, khôi phục lại cái hệ thống việc giao thông. Bây giờ cây đổ hết đây, đồng chí nhìn này, giao thông ách tắc là toàn thành phố là ách tắc hết rồi. Ưu tiên số 1 là bây giờ phải là khôi phục lại hệ thống thông, cố gắng hôm nay trong ngày chủ nhật chúng ta cố gắng là trong ngày hôm nay phải khắc phục xong cái vấn đề giao thông để cho ngày mai đi làm bình thường, sinh hoạt bình thường cho người dân và sản xuất. Thứ hai là bây giờ làm sao mà điện lực thành phố cùng với các địa phương là khôi phục lại hệ thống điện, đặc biệt là cái điện trung thế để cùng khắc phục cho cái việc tiêu nước ở cái mạn các cái huyện phía tây với tây nam của thành phố để khắc phục lại sản xuất. Hai cái việc là hai cái thứ một, đấy là những việc mà chúng ta cần phải làm ngay. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố biểu dương các sở ngành đã phối hợp tốt với các quận huyện, công tác truyền thông cũng được tuyên truyền nhanh chóng, kịp thời, đã giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão số 3 gây ra.